Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt. Thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Đại Nam. Thứ nhất là trên mạng, là bên cạnh những cái bài giảng, nếu các bạn không tìm thấy những bài giảng tốt nhất phù hợp với mình, tại vì thực ra là mỗi người là có một cái loại bài giảng riêng, thì các bạn có thể tìm các bài giảng khởi đầu như là ở các người ta gọi là MOOC, đúng không? MOOC tức là các cái website mà dạy các cái cua trên mạng nổi tiếng như Udacity hoặc là Coursera hoặc là Udemy rồi vân vân. Thì tất cả những cái này là nó có đánh dấu, thì tôi có lấy một số cái MOOC thì tôi khuyên các bạn dùng MOOC là rất là tốt, có thể học được đầy đủ các thứ. Codemy chẳng hạn, Codemy, tức là cái này là chuyên môn để học lập trình, là cái này rất nhiều cua rất hay, học Python, học C các thứ, hoặc là học một cái cua mà hạn chế ở một cái đề tài hẹp nào đấy, các bạn lên đây học. Chỉ có mỗi một điều, tức là lên đây học thì phải biết tiếng Anh thôi, chứ còn bất cứ cái gì có thể học được, có thể học còn tốt hơn thầy nữa. Còn thầy thì quan trọng nhất là ở cái điểm thầy tiếng Việt, rồi thầy có thể là có những kinh nghiệm mà gần với mình thì thầy có thể truyền cho, chứ còn nếu mà chỉ về kiến thức không thì lên cái này học rất là tốt. Ví dụ như Udemy chẳng hạn, lập trình và những công nghệ thông tin cũng rất là tốt. Trên này có rất nhiều cua rất hay, thì tôi giới thiệu cho em, tức là đây cái tài nguyên này các em để lên học được, đúng không? Thế còn một cái tài nguyên nữa là mã nguồn mở. Thí dụ bây giờ các em tò mò là biết là bây giờ tôi muốn là lập trình mà xây dựng một cái máy tìm kiếm giống như Google, thì trước tiên là tôi phải hiểu là máy tìm kiếm nó hoạt động như thế nào đã, đúng không? Thì các bạn có thể chọn các cái mã nguồn mở. Thí dụ các bạn có tìm lên Google search chữ là open source, tức là mã nguồn mở, và search engine tức là máy tìm kiếm. Thế là các bạn sẽ ra một số thứ và các bạn mở ra xem, thì có Lucene chẳng hạn là một cái loại mã nguồn mở về máy tìm kiếm rất là tốt. Thì các bạn tải về, bắt đầu đọc, đúng không? Tất nhiên không phải dễ, nhưng mà nếu mà đã những cái code mà đơn giản đã đọc được rồi thì các bạn tăng cường đọc code của mã nguồn mở đi, và tăng cường là khai thác các cái mổ các thư viện, thế xong sau đó mình sửa các cái mã nguồn mở đó thì rất là mau giỏi. Đấy là ý kiến của tôi. Thế thì như máy tìm kiếm chẳng hạn, hoặc là mã nguồn mở của MediaWiki, bạn muốn làm một cái wiki, một cái trang web mà có thông tin nhiều về tri thức cả các thứ, thì các bạn có thể download cái mã nguồn mở MediaWiki. MediaWiki là một cái phần mềm mã nguồn mở rất là hay, là về wiki, đúng không? Bạn xây dựng một cái wiki, muốn biết xây dựng wiki nó như thế nào thì đầu tiên là mình dùng cái này để làm ra một cái dịch vụ Wikipedia cho mọi người dùng. Thế nhưng sau đó thì mình có thể xem là cái wiki của tôi muốn có một cái chức năng gì hay hơn những cái đang có, thì mình phải đọc vào đấy xong mình sửa. Thì việc đọc mã nguồn mở cũng rất là ích lợi. May là chúng ta có nguồn mở, đúng không? Chứ chúng ta làm sao biết được Office hay là Doc hay là PowerPoint họ viết thế nào. Nhưng mà các mã nguồn mở này là những cái phần mềm rất phức tạp mà chúng ta có thể đọc được. Thì mà những phần mềm này, những phần mềm nổi tiếng là tốt, đúng không? Thì chắc chắn là mình đọc rất có ích. Hay là mã nguồn mở mạng xã hội chẳng hạn, chúng ta muốn xây dựng một mạng xã hội cho câu lạc bộ tài năng, có thể cho những người mà giỏi về lập trình hay yêu quý lập trình, chúng ta có thể dùng HumHub này, đúng không? Để chúng mở ra rồi chúng ta chạy thử, chúng ta thấy nó có những chức năng gì, nếu mà thấy tốt rồi thì dùng. Thế còn thấy có những chức năng thì chúng ta chưa hài lòng, chúng ta mở cái phần ấy của code ra, chúng ta sửa, đúng không? Phát triển lên. Thì đấy là dùng những cái tài nguyên có sẵn để mà phát triển cái khả năng lập trình của mình. Hay là WordPress chẳng hạn, rất là tốt. Vừa rồi sinh viên năm thứ nhất của Đại Nam ngay học kỳ 1 đã làm những website thương mại điện tử rất là đẹp, bán ô tô, bán
quần áo, rồi là bán cà phê nọ kia, rất là hay, giống như là những trang web rất là chuyên nghiệp. Thế thì tôi nghĩ rằng là có thể dùng WordPress được. Thì các bạn cũng vào làm một cái cho nó biết, nó thấy cảm giác là mình muốn vươn lên cao hơn nữa mình sẽ đi tiếp, nhưng mà đầu tiên là mình dùng những cái này. Thêm cách nữa là có thể tham gia các nhóm dự án phát triển công nghệ. Mình có thể hình thành các nhóm cho các bạn cùng cái câu lạc bộ này, có thể tham gia là làm các nhóm phát triển, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phát triển một công nghệ gì đấy cùng với nhau. Ví dụ như là mở một mạng nguồn mở, ví dụ như là hâm hấp như lúc nãy chúng ta đề nghị là chúng ta làm một cái mạng xã hội nào đó mà có cái tính năng như thế nào đó. Thế là 3-4 em tham gia là thành một nhóm phát triển lên, mở phần mềm đọc đã hiểu thật rõ, phát triển lên thì là tự nhiên là có một cái sản phẩm mới ra đời, mình deploy nó thì tự nhiên là sau một dự án thế thì mình trưởng thành rất là ghê. Thì ở tại Đại Nam chẳng hạn, chúng tôi có rất nhiều cái dự án kiểu này, nếu mà các em muốn tham gia thì mở có thể làm việc với cùng với các anh sinh viên đại học, rồi cùng với các thầy chẳng hạn, chứ cũng dễ thôi. Các mã nguồn mở có sẵn hay là những công cụ có sẵn như là nhận dạng tiếng nói hay nhận dạng âm thanh lạ, hoặc là chatbot, trợ lý ảo, dịch máy, hay là xử lý chữ Hán Nôm chẳng hạn. Vào chùa chẳng hạn, mình lấy điện thoại di động chụp một cái hoành phi câu đối thì mình biết nội dung nó là gì, đúng không? Rồi hệ hỏi đáp tri thức, có một cái hệ và hỏi gì nó cũng trả lời, thế chẳng hạn, thế tốt quá gì nữa. Thế còn ERP tức là một cái loại phần mềm mà nó áp dụng cho các doanh nghiệp để quản lý các nguồn tài nguyên, thì cái đấy các doanh nghiệp, ví dụ chúng ta biết là các phần mềm như phần mềm SAP chẳng hạn, về ERP là muốn deploy một hệ như thế là thường là khoảng giá khoảng 2 triệu đô. Thế nhưng mà người ta chỉ dùng hết 10% chức năng của SAP thôi mà phải trả 2 triệu đô, tức là tóm lại ông phải trả 2 triệu đô để ông dùng một cái giá trị có 200.000. Thì chúng ta hãy làm một cái phần mềm dựa trên mã nguồn mở, nó có cái gọi Open ERP chẳng hạn, chúng ta phát triển cái đấy đúng may đo cho cái nhu cầu của trình độ phát triển của Việt Nam mới có 10% của SAP thôi, thì là có thể rẻ, nếu chúng ta bán với giá là 200.000, thậm chí là 20.000 cũng có thể bán được, thì là sẽ rất rất khá, và chúng ta nắm được một cái phần mềm như thế. Hoặc là mạng xã hội hoặc blockchain chẳng hạn, thì chúng tôi có những cái dự án như vậy và đang kêu gọi mọi người tham gia. Thế mã nguồn mở trên này rồi, sau đó thì có một phần nữa tôi thấy là phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật, liên quan cấu trúc dữ liệu giải thuật như chúng ta đã nói từ trước, thì chúng ta biết rằng là cái môn mà quan trọng trong lập trình là môn cấu trúc dữ liệu giải thuật, thì học vào năm thứ hai, và đối với các sinh viên thì cái môn này vẫn là môn rất là xương, đúng không? Rất là khó, chúng ta cũng phải chiếm lấy. Nhưng mà chúng ta phải nắm được cái ý tưởng của nó. Tại sao môn này lại có hai chữ, cấu trúc dữ liệu và môn giải thuật? Thì quan trọng nhất chúng ta đã nói lúc nãy là chương trình máy tính là chủ yếu là dùng để xử lý dữ liệu. Thì nó có hai vấn đề. Dữ liệu thì chúng ta phải tổ chức nó lại thành một cấu trúc để cho xử lý cho dễ, đúng không? Tức là quan trọng nhất là cấu trúc dữ liệu, tức là làm sao mà chúng ta tìm một cấu trúc gì đó để tổ chức dữ liệu gì để xử lý cho nó dễ dàng. Đấy, thế đấy gọi là cấu trúc dữ liệu. Thì có rất nhiều cách để tổ chức và có rất nhiều cấu trúc có sẵn rồi chúng ta dùng. Thứ hai là nó đi kèm với cái đó thì chúng ta sẽ có những thuật toán để xử lý cho cấu trúc dữ liệu đấy. Thường là giải thuật nó gắn liền với cấu trúc dữ liệu. Thì cho nên hai cái môn đấy là một môn nhưng mà có hai chữ là giải thuật, mà nó là hai mặt của cùng một vấn đề. Ở đây tại sao tôi đưa vào phần này? Tức là thường là trong các cuộc thi Olympic về lập trình, người ta hay nhấn mạnh cái yếu tố là phải đi tìm các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật mới để đo hơn kém. Thì công nhận là cái đấy khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái công tác của nhà lập trình, nếu mình muốn vươn tới đỉnh cao hơn nữa, chúng ta không nên dừng lại ở đây, và chúng ta nên là các cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật mà chúng ta cần thì chúng ta nên là tìm kiếm trong các nguồn tài nguyên có sẵn trên mạng. Đấy, ví dụ như để nghĩ ra một cấu trúc dữ liệu mới hoặc giải thuật mới mà thực sự tốt là không có, đúng không? Người ta hay nói là như thế này này, ông thì cũng giỏi thật
đúng không? Ông vừa hay vừa mới, nhưng cái mới của ông thì không hay và cái hay của ông thì không mới, đúng không? Tức là ý nói tức là những cái gì mà ông nói hay tức là của người ta ông học mót thôi, thế còn những cái gì ông làm ra mới thì lại không hay, mặc dù ông vừa hay vừa mới, đúng không? Thì chúng ta cũng không nên đi vào con đường đó, và chúng ta nghĩ rằng những cái gì mà một bài toán chúng ta có, quan trọng nhất là chúng ta giải quyết bài toán chứ không phải là vấn đề giải, và chúng ta đầu tiên phải đi tìm các tài nguyên ở trên mạng, là luôn luôn có những kho để chúng ta kiếm những cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật tốt nhất cho bài toán của chúng ta. Khi mà không thể kiếm được thì chúng ta hãy tìm một ông thầy hay là một chuyên gia. Thế đến ông chuyên gia không giải thích được thì lúc bấy giờ chúng ta mới nghĩ rằng à, có lẽ là chúng ta sẽ bắt tay vào giải cái bài toán này theo một cách khác. Chúng ta tìm một cấu trúc dữ liệu mới và giải thuật mới, nhưng mà đa số trường hợp là không, ít khi lắm. Ok, thế xong đó một cái nữa, tức là một cái tư duy gọi là tháo lắp. Thì chúng ta biết là Lego đúng không? Là từ những mảnh nhỏ tháo lắp thành những cái rất là lớn. Và những cái puzzle chẳng hạn là những cái mảnh này để có thể lắp thành những hình lớn. Thì cái tư duy tháo lắp là rất quan trọng ở trong lập trình. Thì lập trình là quan trọng nhất là chúng ta nắm được các cái module, nhớ được các module chức năng là như thế, xong chúng ta lắp ráp lại. Khi mà chúng ta cần viết một cái ứng dụng thì chúng ta tốt nhất là chỗ này chúng ta module này là tôi đã biết rồi, ở đâu đó có rồi tôi sử dụng lại, gọi lại module kia lắp lại thành chúng ta viết code vừa đủ để dán các module lại với nhau thôi. Thì cấu trúc cái cách tư duy này gọi là tích hợp và lắp ráp các module. Thì tôi nghĩ là các bạn phải tối đa cái chuyện này, không nên tốn thời gian vào chuyện là phát minh lại bánh xe, đúng không? Làm lại những cái người ta đã làm rồi. Thế thì và điều cuối cùng của ngày hôm nay là các hệ sinh thái công nghệ. Thì chúng ta biết rằng là hệ sinh thái công nghệ là gì đã? Hệ sinh thái công nghệ thì thường là có các mô đun chức năng, có các thư viện, rồi về giao diện là nó làm sẵn rồi, về kết nối nó làm sẵn rồi, và cơ sở dữ liệu nó làm sẵn rồi. Thì mình, thí dụ mình dùng một cái công cụ của một công ty nào đó, một hệ sinh thái công nghệ nào đó, mình có thể viết một cái ứng dụng rất là hoành tráng, mà nếu mà chúng ta viết từ đầu có thể viết cả 2-3 năm không xong, nhưng mà ứng dụng công nghệ này viết trong nháy mắt, đúng không? 1-2 ngày xong được cái ứng dụng. Thì bởi vì nó có sẵn giao diện rồi, có sẵn kết nối, có sẵn cơ sở dữ liệu rồi, có các cái module chính rồi, chúng ta chỉ viết những module chưa có thôi, hoặc là customize lại thôi. Thì tôi cũng khuyên là các bạn nên tìm hiểu những cái công nghệ của Google hay của Microsoft, của Amazon, IBM hoặc là các công ty khác. Thì chúng ta đứng trên vai của những người khổng lồ để làm ra những cái ứng dụng thật là đẹp đẽ. Còn đến khi nào chúng ta thoát được cái này rồi thì chúng ta làm cái gì phải tốt mới, phải tốt hơn người ta thì chúng ta hãy làm. Đừng có bỏ những cái cố gắng vào để phát minh lại bánh xe. Ý nói tức là nên nắm được học lập trình, còn phải học được các hệ sinh thái công nghệ và sử dụng các đấy vào các ứng dụng lập trình của mình.